Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh A Tạo Vlog. Hôm nay A Tạo Vlog sẽ chuyển đến bạn một thông tin hết sức thú vị, đó là thanh niên muốn côn với cảnh sát giao thông ở Tiên Lãng, Hải Phòng các bạn. Các bạn xem video thấy hay, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho A Tạo nhé các bạn. Vụ việc như sau. Vụ thanh niên muốn côn với cảnh sát giao thông ở Hải Phòng hôm 20 tháng 1 nay đã được phương tiện truyền thông tiết lộ danh tính. Tại phường Hai Quỳ Hổ Báo như ngày hôm qua thì Lê Hoàng Sơn, 8X tuổi con mèo ở thành phố Hải Phòng các bạn, tỏ ra mặt buồn như Tết này không được hưởng. Sau khi thu phục cây côn, Sơn được bế đi và kiểm tra. Kết quả là nồng độ cồn lúc thở ra hơi bị cao hơn quy định. Cụ thể như sau, vốn xem phim kiếm hiệp quá nhiều, thanh niên là truyền nhân của Lý Tiểu Long, ngày đêm tu luyện trên núi, không có đất để thể hiện, thấm thoát trời đã cuối đông, sắp vào xuân, năm hết Tết đến. Anh hớp mấy chén rượu, một mình một ngựa mang cơm bước ra xã hội, đi giao du với mọi người. Nhưng với bản tính thô lỗ, nhỏ không học, lớn lên chạy xe vượt đèn đỏ, sự việc bị các anh cảnh sát giao thông để ý và bắt lại. Hai người chấp hành, Sơn húc ngựa bỏ chạy, sau đó bị lực lượng chức năng ép sát và dừng xe. Và sự việc xảy ra như trên clip các bạn vừa theo dõi. Thanh niên rút côn, gượng võ vươn vai áp sát lá cà, tiến về phía trước anh giao thông. Đường côn dù chưa thành thạo nhưng trong lúc lùi lại, một anh bị té ngã, phải đến ba mới ẵm được anh ta lên phường. Một mùa xuân mới lại về, nhưng anh ấy đã khóc và nói lời xin lỗi với mẹ, xuân này con không về. Một sự việc hết sức là thú vị nha các bạn. Chúng ta vi phạm đường giao thông nhưng mà chúng ta lại có thái độ hung hăng đánh đánh cảnh sát giao thông và cuối cùng là bị bắt các bạn ha. Bắt lên phường thì chúng ta cảm thấy rất là tội nghiệp ha, thấy nhìn tỏ vẻ khuôn mặt rất là hư hại các bạn, nhưng mà không ai biết trước được hình ảnh là trước đó là anh đã làm gì, có hành động như thế nào. Và cũng năm hết Tết đến này, mong chúng ta hãy lái xe bằng cả trái tim, tuân thủ luật giao thông đường bộ ha, không nên để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trên các bản tin sau của kênh A Tạo Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại.